Huề là một loài cây to, cao từ 5 đến 6 mét, lá kép, mọc so le, mỗi cành lá có từ 7 đến 17 lá chét, hoa mọc thành bông, cánh bướm màu vàng trắng. Quả là một giáp đài hơi cong, giữa các hạt quả hơi thắt lại. Cây huề thường ra hoa từ tháng 7 đến tháng 9. Cây huề mọc hoang nhưng cũng được trồng khắp nơi trên đất nước ta. Trước đây người ta dùng để uống nước cho mát và dùng để nhuộm màu vàng. Cây huề được trồng bằng hạt và dâm cành, sau 3 đến 4 năm bắt đầu thu hoạch. Cây sống lâu năm, càng về sau càng cho thu hoạch cao. Hoa huề và quả huề đều là những vị thuốc thanh nhiệt và chỉ huyết đã được sử dụng lâu đời trong đông y. Trong sách thuốc, nụ huề được gọi là huề mễ, hoa mới nở được gọi là huề hoa, quả huề được gọi là huề giác. Về mặt lịch sử, quả huề được sử dụng làm thuốc sớm hơn hoa huề. Tác dụng chữa bệnh của huề giác được ghi sớm nhất trong sách Thần Nông Bản Thảo Kinh, bộ sách đầu tiên về đông y học.